Bây giờ con mời cả nhà cùng ăn với hai con nha. Này giống như mình đang chơi Lego luôn á. Những cái viên nhỏ nhỏ vậy nè. Dạ. Chào cả nhà. Hello cô chú cô bác. Gần đây á thì mọi người hay quay gọi là mukbang. Cái này là của người ta tặng. Đúng rồi. Chút chút với rảnh quá. Rảnh quá quẹo quay. Quay. Nhưng mà người ta hay quay mukbang mà mình không hiểu lý do tại sao trong cái clip mukbang người ta chỉ có ăn thôi, người ta không có nói. Cho nên là mình không có biết là mấy cái đồ ăn ở trong mukbang nó có ngon hay là không, nó có thật sự là nó ngon hay nó ngọt, nó chua nó như thế nào. Thì ok, bây giờ tụi con cũng tìm một ít đồ, với lại cái này là đồ của người ta tặng, học sinh đi dạy, học sinh tặng rồi mình con sẵn tiện con bỏ lên đây con quay cho cả nhà coi. Rồi một số đồ thì giống như sô cô la này là tụi con mua để review cho cả nhà xem nó như thế nào. Nó là nguyên một cái set như vậy nè, bự lắm đó, nguyên một set như vậy thì tụi con ăn. Cái này là sô cô la rượu, mình sẽ quay từng loại rượu, trong này nó có rất là nhiều loại rượu khác nhau thì sẽ review rồi kẹo như thế nào, mùi nó có ngon hay không. Giống như là trên bút ban họ ăn ngon quá nhưng mà mình không hiểu là cái vị nó như thế nào. Thì bây giờ tụi con quay cho cả nhà xem nha. Cái này cũng có là... người ta tặng rồi. Đúng rồi. Mua nên trộn vô luôn, thành một mớ hỗn độn luôn. Ăn hết. Đổ. Bây giờ con mời cả nhà cùng ăn với hai con nha. Ăn nào trước anh? Thích gì ăn? Rượu đi. Ừ. Hay ăn mochi nè. Ăn mochi, mochi có hai mochi. Loại. Một loại là dâu nhưng mà nó nhạt hơn. Con mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nghe ngon. Đâu có ngọt không? Nhà mochi của Nhật hay sao á, nó không ngọt chứ mochi khác là nó ngọt lắm. Nó ăn giống kẹo dẻo quá. Thơm mùi dâu. Không có ngọt, cả nhà ngon lắm. Cái này rất là ngọt nè. Sao người Nhật ta ăn cái này hay vậy ta? Người ăn nó uống trà. Cái này là macaron, mà macaron dạng bánh quy đó cả nhà. Này canh thì hay canh thật vậy? Không biết không, pha lên thôi. Quay gần gần cho anh. Này cam. Giòn, ngọt. Ê răng. Ngọt đúng không? Ừ. Đúng không, tại vì mất ba hay là TikTok người ta hay ăn á. Mình không biết là ngọt hay ngon hay ngọt. Tại vì người ta không nói, trong clip người ta không nói. Tại cái clip đó làm dạng như là ASMR sensory, giống như là nó nói về ngọt ghê. Rồi rát từ trên đầu mình rát xuống á, nên chỉ nghe cái tiếng ăn thôi chứ mình không có biết là ngon hay không. Mình ăn bất chấp luôn á. Này đi cắm trại hay gì mang theo ăn được. Đói tụt đường ăn. What? Cái này là nó gần như là rock candy, yến hủi luôn coi. Ôi trời ơi. Rock candy kẹo à. Tiếng Việt có là gì? Đá hả? Ừ. Như kẹo đá. Đá gì? Nào đó đi học. Đừng phèn. Hồi đó đi học. Nói người nào ăn hai mấy này người ta gọi là đường tinh. Mà mình chưa thấy đường tinh là gì. Đây. Rượu màu tím. Yến sẽ thử từng loại rượu sau nha. Trong trên đây nó có là tên của từng chai rượu luôn á. Hỏi em. Cái này là làm... cái này là bằng cây thông, không phải, cái này bằng Lego. Lego thì bây giờ em build cây thông coi. Ôi chết chưa, build cây thông lên rồi rắc rắc lên đường hả, thôi bao tay gì tầm này nữa đúng không. Ta build nè em, thấy ta build nè, từ từ gáp lại hả. Hay lắm, ăn hết mấy cục rồi không, ăn thì ăn được chứ, build thôi.
đủ mà, dư luôn á. Yến xé ra nó bị văng mất hai cục màu đỏ rồi, màu đỏ hiếm lắm mà Yến bị văng mất hai cục rồi. Này nghe mùi táo không? Không á. Thôi chị chính nhất găng. Quên đem chanh nước vô. Nè, bây giờ trước hay là mình sẽ bưu cái chân trước. Ngọt quá. Ừ. Tấn ê đang rồi. Đó, bưu cái chân này nè. Đó, ba cái chân đây cho cả nhà nha, ba cái. Ba cái. Sao là mình tới cái này. Đó, ráp vô được luôn mà. Hai cái này là ráp vô được luôn. Nó có bao tay nữa mà bữa ta khó làm, mất bao tay gì tầm này nữa. Môi trì nó làm bằng cái bột gì mà hay quá ra. Ừ, ngon ha. Môi trì đó không có ngọt. Đó, từ từ là lên lên cơ. Người ta build hay lắm mà sao em build cái thống dở dữ trời. Đây nè, build vô. Cái này giống như mình đang chơi Lego luôn á. Ngon không anh? Nó lớn cái thôi. Ừ. Hay có bị ngộ độc không Du? Không. Tay mình rửa rồi bạn. Không, ý nói ăn tùm lum tùm la nè. Không, thì chắc không ngộ độc đâu ha. Mình ăn mỗi thứ một chút chút đâu ngộ độc đâu hả? Đó. Này bằng táo còn ngon quá. Kẹo dẻo là như mùi táo. Đúng rồi. Cục mà vuông có mấy cục mà bạn ăn hết rồi. Để thân xác vô. Xác vô ra cái thông. Mình whisky. Ừ. Rồi mới mặc tin. Anh phải chiếu gần gần vô. Thôi khán giả anh thấy đâu. Chắc là ấn tượng với cái chữ mặc tin. Mặc tin là nhớ hồi đó là bên Houston là mấy anh mãi tên mặc tin nhiều lắm. Mà mặc thường thường tên mặc tin là mấy anh đó toàn là mấy bộn nhậu không. Tại năm nay không có về bên đó. Phải về nó là sẽ review là cộng đồng mễ là như thế nào. Khủng khiếp. Vui lắm, phải nói vui. Do mùa lễ này là Chúa ra đời là mấy ảnh chơi tới á. Mà nhắc cái tên mặt tin là rồi. Ừ, đúng rồi. Lúc nào cũng có chai bia bên cạnh. Ở đó. Mặt tin. Đó. Đây có cái bịch này mình rắc lên nè. Rắc lên làm gì vậy? Cho nó ra cái thông tuyết rơi đồ. Ồ, đó hả? Nó không dính mà nó lan ra ngoài đó luôn hết. Nó là cái này nè cả nhà, những cái viên nhỏ nhỏ vậy nè. Mình rắc nhẹ nhẹ thôi nha, mà mình sợ nó lan. Đó. Thôi mình cứ để cho nó rất rưỡng đó đi. Thôi rượu đi. Ừ. Thử chai mặt tin trước đi. Năng ơi. Mặt tin. Yến là sẽ ăn không? Mặt tin xít. Vodka. Vodka màu đỏ. Coi chừng đổ rượu ra nha. Không có đâu, rượu để ở giữa đổ. Không, bộ em cắn sao rượu rớt ra luôn. Nó để ở giữa. Đó. Và đây chai mặt tin. Nhiều loại rượu khác nhau, không có giống nhau cả nha. Giống như kiểu mình nó để vậy nhưng mà ăn bên trong đó rất là khác nhau luôn. Chứ không phải là nó xạo mình. Rượu nằm giữa. Thấy gì trắng trắng vậy? Nó đổ ra nè, không đổ rồi. Mình cái thông của Yến nữa nha.
đột nè. Vóc cá nồng quá. Mặt tin thơm. Đậu lá nha. Cộng. Cái này đâm luôn chứ cộng. Đập chai ra đâm lộn. Công nhận vodka nó nồng, nó nặng thiệt. Không. Có nước, miếng nước nào không? Em ăn hết rồi. À, em bóc khác đi. Mặt tim không có nặng bằng vodka. Cậu ơi, dụng gì á? Pha màu là gì ta? Whisky. Whisky hả? Yến sẽ thử chai chai này chai gì chưa? Cái vanilla đó. Chai này chai gì cả nhà Yến không biết nữa. Vanilla. Có rượu, có rượu vanilla nữa hả trời? Không, không để. Rồi cố ý đó. Ăn thử cái này thử. Yến sẽ thử chai này nha. Tấn thử chai khác coi. Tấn thử chai gì vậy? Whisky, không thấy whisky. Cái này là whisky nhiều quá. Cây thông tự tay là cây thông nhà nghèo. Thôi cái này đắng thôi. Miếng này đắng không? Cho tấn ngưng rồi. Ê găng rồi. Mày ôi ngủ nó mạnh. Thôi không? Đủ gì vậy? Mấy không? Có mùi vanilla nữa. Cho nó mạnh. Ngon cả nhà. Siêu mạnh. Nó nồng. Nhưng mà vodka thì nó đắng. Cái hậu đắng. Này nó nồng lắm. Này thì nó ngọt. Ngọt nó e răng. Mà Yến chưa ăn. Liếm thử này coi nó là gì. Mới liếm xong ngọt. Cái này nấu chè để vô được. Ừ. Thật sự ra người ta quay mukbang người ta ăn hay là TikTok người ta ăn này nè. Mình đâu biết ngon hay không, mình phải thử. Có thật sự là ngon hay không mà người ta ăn bất chấp như vậy. Thật sự là người ta ăn cái món gì mà cái món đó mà nó càng phát ra tiếng kêu á. Là lấy gì á, lấy tiếng kêu á. Đúng rồi, chỉ quan trọng là nó lấy cái tiếng kêu thôi. Ủa, cứng. Nói nấu chè đừng để đường, để múc chén chè với cái kẹo. Múc ăn chén chè hết. Ăn cục bồ đỏ đi. Màu xanh đó là táo, màu đỏ hồi nãy chưa ăn. Thơm. Nhức răng quá. À quên nữa, nó nồi thuốc. Quên đi ra. Da có vô không? Có. Màu đỏ đó là thơm lắm. Nhưng mà Yến không biết nó là mùi gì hết. Mùi gì ta?
thơm nhưng mà vẫn không phát, không biết hiện đó là mùi gì hết cả nhà. Màu xanh là táo nữa. Ý cái này nha. Mochi. Người Nhật người ta hay ăn cái này. Người ta uống trà. Hồi nãy giờ ăn mấy cái kẹo nữa ngọt rồi đó. Ăn lại mochi là ẹo. Cho mochi ngon quá. Họ có phát cho đôi ba tay nhưng mà Yến không có đeo. Tại vì đeo vô khó ăn lắm. Ăn như có mấy cái cục nằm biên. Mấy cục đó là cục gì ta? Bột. Cái chai màu tím này hồi nãy rụng mạnh quá, đã riêng qua bên. Chai này là rượu. Yến thử một chai rượu whisky nha. Whisky. Thôi có lẽ nằm trong, chú chảy ra. Rượu nó nồng. Nó nồng ghê luôn á. Dạ mang. Tống chạy rồi. Không biết xỉn nó sao mà chạy nữa. Nó nồng mà nó đắng luôn á chứ trời. Mua cái sô-cô-la rượu này là phải có ID mới mua được. Nó cũng giống như là mình mua rượu vậy. Yến bóp Yến thử chai này. Đây. Bạn, ba có thể lấy chai nước vô không? Lấy chứ. Sô-cô-la ngọt quá. Cho ba thử nè. Rượu mà orange, cam. Alo, tình hình tới đâu, tình hình tới đâu? Sao, xỉn rồi. Sao nghe uống ực ghê vậy? Có gì đặc sắc chưa? Ôi đang xúc miệng luôn à. Không biết mấy cái này cái mùi nó có khác nhau không ta? Nếm thử một cái ít nha cả nhà. Ngọt lắm. Tại vì mới ăn mấy cái kia vô là nó ngọt theo cái mùi của nó rồi bây giờ ăn vô cũng sắp tới có nấu chè không?
đổ vô cho đỡ tốn không. Tốn tiền đường. Nấu chè không thôi, để mấy cái kẹo ở ngoài riêng. Ăn muỗng như đó nút cái. Nó không có mùi gì á. Cầm mút mút rồi cũng vui. Ừ. Ê, nó cũng hơi có mùi vị á nha. Chanh vậy. Không biết, mắc mùi luôn rồi. Đúng rồi. Này chanh này, này ngon nhất nè. Thôi con bay cô chú, cô bác trước nha. Con đi nấu thuốc. Nấu tẩy độc gan uống lâu quá rồi. Ủa mình còn bột chiên không? Còn. Hâm bột chiên ăn. Ăn kẹo xong rồi ăn bột chiên. Okay. Lâu quá không tẩy độc gan, giờ phải tẩy nó được. Ăn thử cục này đi, sô-cô-la. Thử sô-cô-la nó ngọt. Không phải, rượu, rượu còn thôi. Ở trong á. Ê, găng lắm rồi. Chứ hay là ông sợ xỉn. Rồi. Bye nha, bye cô chú nha. Con đi nấu thuốc. Cái nồi thuốc của con cạn giờ. Hồi nãy giờ chỉ có một cái cây màu vàng duy nhất là có thể cảm nhận được mùi vị thôi. Còn lại mấy cây này không có cảm nhận được. Nó ngọt quá. Cây màu vàng ngon nhất ở nhà Múc Múc vuông. Thôi con ra con ăn bột chiên nha. Hồi chiều con đi ăn bột chiên á, đi ăn phá lấu mà nó gọi nhiều đồ ăn quá, xong giờ còn bột chiên mang về. Bye bye cả nhà nha. Cả nhà nhớ theo dõi con xem những clip tới con làm cái gì nha. Con sẽ đi mua nhiều thứ khác để con quay thử cho cả nhà coi, coi thử là nó có cái gì ngon. Con review cho cả nhà. Bye bye cả nhà nha. À, đừng quên là nhấn đăng ký và chuông thông báo để nhận được video sớm nhất của hai con nha.